Sáng nay, Công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối với Phan Văn Thương, 40 tuổi, ngụ phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, do sa vào cá độ bóng đá, số đề vỡ nợ dẫn đến trộm cắp. Trước đó, ngày 24 tháng 10, nhà chị Hồ Anh Trang ở đường Cao Bá Đạt, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang bị kẻ gian đột nhập trộm một laptop. Nhận tin báo, Công an huyện Hòa Vang truy xét bắt được Thương. Xác minh nhân thân, Công an huyện phát hiện Thương từng là cán bộ công tác tại một cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, do sa vào cá độ bóng đá, số đề dẫn đến vỡ nợ và bị cơ quan đuổi việc. Để kiếm tiền trả nợ, Thương trộm cắp và lãnh 1 năm 6 tháng tù. Ra tù năm 2020, Thương quay lại con đường cờ bạc và tiếp tục hành nghề đạo chích.